tiền của mình. Anh hai lấy hết từ giờ còn hai tờ, chơi gì thua hoài. Hay 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 lắm, mày đúng là em của anh rồi. Chơi giờ còn hai tờ, lát nữa hai đứa ăn hủ tiếu gõ luôn chứ ăn cái gì vậy. Bây giờ còn hai tờ này thôi thì cho nên là chúng ta phải chơi cho hết. Chơi nữa, chơi tiếp. Còn hai tờ chơi luôn hả? Đúng. Không chừa lại ăn hủ tiếu gõ luôn phải không? Chơi mới gỡ được chứ anh. Chơi mới gỡ ha, hay lắm. Anh thích em rồi đó. Dĩ nhiên rồi. Bây giờ anh đố tiếp đi. Anh đố không? Em hả? Gì? Chơi hết mình hết tiền rồi sao? Chơi hết cái này hả? Rồi sao? Không, tao không có cho lại nha. Hết là ráng chịu chứ không có cho lại nha. Là chơi hết cái này hả? Là mình nhịn đói tháng á. Hết cái này, mình chơi hết cái này thì mình chơi tiếp. Mình lấy cái khác ra mình chơi tiếp. Mình chơi như nào mình gỡ được thì thôi. Chơi nữa hả? Bây giờ trước mắt là chơi cái này đi nè. Rồi. Để anh gỡ hết cái đống kia lại nè. Hai tờ phải không? Đúng. Rồi, chuẩn bị nghe câu đố của anh đây. Đố em, quần nào rộng nhất, lớn nhất? Quần ống lê. Sai. Quần thủng. Chật. Quần đôi. Quần không đúng. Quần áo. Quần sao chứ đầm thì có cái áo chẳng mày. Rối quá. Quần thăm. Quần thăm không có rộng. Quần vậy chứ quần gì? Nghe cho đây, nghe cho kỹ đây. Quần rộng nhất là quần. Quần gì? Quần đảo. Mày tưởng tượng cái quần đảo đi, an biểu mà nhìn cái quần người chi. Quá. Thua nữa rồi. Đây, đưa đây, hai tờ luôn. Hai tờ cuối cùng cũng ra đi. Này chơi vui quá, chơi thua hết tiền luôn rồi. Nó nghe lại chút nhớ trả cái sim lại nha. Chút nó ra lấy cái sim nó trả cho. Hết rồi phải không? Anh vui lắm ha. Thua hết trơn tiền mà anh cười. Hết tiền rồi phải không? Anh nghĩ cuộc chơi đến đây đã chấm dứt. Đi nha. Không. Anh nghĩ sao vậy? Hết tiền thì còn của chứ đúng không? Nè, đó, người em của rất là nhiều. Đó. Cái gì vậy? Đồng hồ. Ê, cái đồng hồ này là anh mua tặng em kỷ niệm một tháng mình yêu nhau hả? Em biết là vậy rồi nhưng mà bây giờ phải gỡ mới có tiền ăn. Trời ơi, thua hết trơn tiền rồi không thấy hả? Trời ơi, em hay lắm. Gỡ được nữa không hay là thua luôn cái đồng hồ? Dĩ nhiên là phải gỡ được thôi. Nếu mà thua luôn cái đồng hồ thì sao? Thua luôn cái đồng hồ thì em chơi tới cái nhẫn này. Hay. Cái gì? Không có được. Chiếc nhẫn này là anh tặng em kỷ niệm ngày một năm chúng ta yêu nhau mà, tới 40 triệu lận đó. Nhẫn được 40 triệu đúng không? Trừ ra cái tiền hao mòn còn 30 triệu. Chơi luôn hả? Chứ sao? Rồi thí dụ như thua cái đồng hồ, thua chiếc nhẫn luôn rồi sao? Thua đồng hồ, thua chiếc nhẫn thì em thế chấp con người. Hay, không có được. Trời ơi, em chơi mà em bán thân em bán cái ngàn vàng của em luôn hả? Trời, em đâu có bán em chi. Chứ sao? Em thế anh. Thằng này nó là em của anh mà. Cái chuyện đó anh xài anh sao em không cần biết, miễn sao em có cái để em thế chấp rồi ha. Đụng tới máu của em rồi, máu nó lên rồi, trời ơi thua hết trơn tiền rồi, phải cho người ta gỡ chứ. Em gỡ được không? Bây giờ gỡ được nhưng mà bây giờ em phải là người ra câu đố. Anh thích em rồi đó. Đó, dĩ nhiên rồi. Cuộc chơi bắt đầu máu đổ rồi đó hả? Máu đổ rồi. Còn cười bây giờ thấy căng quá, bây giờ căng quá không cười nữa rồi. Không, chơi cái gì phải có máu mới được. Dĩ nhiên, trời ơi. Máu me, trời ơi, chơi là phải chơi cho tới, không có chơi nữa rồi. Anh kết em rồi. Đúng rồi. Ê, cái gì vậy, người gì? Yêu em mà anh hay. Không, ý anh nói là anh thích cái tính khí của cô em dâu tương lai của anh là vậy. Đúng rồi. Anh là phải tin tưởng ở em, nha. Tin em. Anh chỉ việc ngồi đây chơi đi, nha. Thế giới để em lo, nha. Em sẽ là người ra câu đố chứ không phải là anh. Bây giờ em đố anh. Ở kế bên nhà em có cái bà đó. Bà tên Huệ. Bà tên Huệ phải không? Khoan. Bà có hai đứa con. Nghe cho kỹ nha. Một đứa 12 tuổi, một đứa 6 tuổi. Một ngày bà gánh 8 bó rau muống đi ra chợ bán. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi? Ê, cái gì lãng mày? Mày nói mày bà tên Huệ rồi có đứa con 12 tuổi rồi một đứa thông 8 số, tuổi. Thông số nè. Bà có đứa con 12 tuổi, một đứa 6 tuổi ha. Một ngày bà gánh 8 bó rau muống. Anh phải vận động đầu óc của anh để anh suy nghĩ chứ. Nghe đây, anh giải thích đây. Bà có đứa con 12 tuổi với đứa con 6 tuổi là 18, 6 với 2, 18 Bà gánh nhiều bó rau muống? 8 bó rau muống nè. 8 bó rau muống. Giờ đeo đồng hồ vô nè. Bà 26 tuổi.
Chật lất rồi. Ủa chết cha, bà 26 tuổi sao bà có con 14 tuổi, 12 tuổi? À, bà 46 tuổi. Bỏ đi. 50 tuổi. Tào lao rồi. Chứ bà nhiêu tuổi? Bà 51 tuổi không ơi. Tại sao bà 51 tuổi? Bà ở kế nhà tôi, biết sao tôi không biết. Giờ trả tiền lại đây. Trời ơi, nãy giờ ăn nó mấy câu, nó ăn lại một câu, nó quất lại hết luôn hả? Dĩ nhiên rồi, gỡ mà. Gỡ. Tiếp, dù sao anh cũng thích tính của em. Giờ em chơi tiếp rồi chúng gì? Tao còn tiền. Nãy giờ tao chưa tới vốn mà. Muốn chơi nữa đúng không? Còn tiền, còn điện thoại đây. Mình nghĩ đi em. Em đã lấy lại những gì đã mất và em sẽ lấy luôn những gì mình chưa có. Được không em? Được không? Anh cứ ngồi đó anh chơi thế giới để em lo. Tin thế giới, anh em còn tin thế giới. Tiếp đi em. Em đố anh. Kế bên nhà em. Kế bên nhà. Có cái bà đó. Bà tên Huệ. Bà tên Huệ nữa hả? Bà Huệ nữa hả? Hai bà nào cũng tên Huệ á. Huệ mập, Huệ ốm anh. Em tên Lan. Sớm em bông không à? Lan với Huệ là người ta cúng trên bàn thờ rồi đó. Đúng rồi. Bà tên Huệ. Bà 52 tuổi. Lớn hơn bà bên kia một tuổi. Lớn hơn bà kia tuổi. Bà có 5 đứa con. Nhớ nha. Bà tên Huệ, bà 52 tuổi, bà có 5 đứa con. Một đứa tên Thủy, đứa tên Quả, đứa tên Kim, đứa tên Mộc. Em hỏi anh, đứa Út tên gì? Chết em rồi. Nói về phong thủy thì anh rành lắm rồi. Chết rồi cưng ơi. Chuẩn bị ối tiền ra đây. Bà tên Huệ, 52 tuổi, bà có 5 người con. Một đứa tên Kim, đứa tên Mộc, đứa tên Thủy, đứa tên Quả. Còn đứa thứ 5 tên Thổ. Tào lao rồi. Kim, Mộc, Thủy, Quả, Thổ. Chết rồi. Tào lao rồi. Chứ nó tên gì? Thằng Út nó tên Duy. Cái gì vậy? Trời ơi, con ta, ta muốn đặt tên nào, người ta đặt kệ người ta. Duy. Lời tới sân nhà nữa. Lời tới sân nhà nữa. Tiền. Bóp. Ta đổ mồ hôi với con em dâu rồi đó. Lấy điện thoại trước đi. Điện thoại đúng không? Chết rồi. Cuộc sống này nó đơn giản lắm. Nên mình chỉ cần nghĩ đến những điều thật là đơn giản. Mình đừng nghĩ gì nó phức tạp quá. Không tốt đâu nha. Tiếp. Bây giờ dĩ nhiên rồi. Còn cái bóp. Đang máu. Đúng rồi. Máu là phải chơi. Anh thích em lời đó. Lời mình nghĩ đi em. Ê, chơi lời nghĩ hả? Chơi Sinon hả mày? Chơi Sinon là người ta quýnh chết luôn á nha. Anh trong sòng bài mà Sinon là người ta quýnh chết. Trời ơi, chơi là phải chơi khô máu à. Anh tiền anh tiêu xài đồ chứ. Trời, anh giàu, anh hai không giàu cần. À. Giờ sao, ổn không? Ổn. Anh tiếp. Ngồi đó chơi. Thế giới để em lo. Không trên thế giới nữa. Ok. Bây giờ em đố trên thế giới nè. Trên thế giới luôn hả? Em đố anh ở trên thế giới. Chết cha, nó qua thế giới à mày ơi. Có tin thế giới. Tin thế giới đi em lo. Trên thế giới có một loài chim, nó bị thương nhưng nó không đau và nó vẫn sống bình thường, là chim gì? Cái này bậy à. Trên thế giới này hay là bất cứ ở đâu cũng vậy, loài động vật nào bị thương thì cũng phải đau hết á. Anh mắc cười quá, người ta có người ta mới đố, người ta thông minh người ta biết người ta mới đố. Anh không có thông minh thì anh nói đại là anh không thông minh, anh không biết đi rồi người ta trả lời cho. Ê, có con chim gì mà nó bị thương nó không đau, nó vẫn sống bình thường? Con chim cánh cụt nó đau không? Cái cánh nó bị cụt đó, nó bị thương đó mà nó có đau không, hay là nó vẫn sống bình thường? Đúng rồi. Tào lao. Chắc không suy nghĩ ra ta. Đấy em hay không? Rồi, đưa tiền đây. Đưa hả? Bây giờ chơi tiếp nè. Bây giờ anh còn gì anh chung không? Còn con người anh hả? Thôi bỏ đi nha. Em không xài được đâu nha. Ê, còn bộ đồ này. Rồi thôi bỏ. Bộ đồ hiệu. Bỏ luôn đi, lột bộ đồ này ra mà anh không có mặc gì, anh đứng trước mặt em kỳ lắm. Nghỉ mệt đi anh, xong cái ngày mai mình đi làm kiếm tiền qua mình chơi tiếp nha. Tao chờ má về tôi xin tiền tôi chơi tiếp. Máu quá vậy. Em yêu à. Hay quá, em lấy được tiền nữa. Nãy giờ là chuyện thế giới là của em lo rồi. Đúng rồi. Bây giờ chuyện chia tiền để anh lo cho. Thôi vậy luôn rồi. Nãy giờ công sức là công sức của em, câu đố là của em nói em khô nước miếng là nước miếng của em. Tự nhiên cái giờ anh đòi chia tiền, anh em nói anh nghe đụng tới tiền bạc á là nó tới
nhị lắm. Đây là những vấn đề tế nhị. Tình cảm là tình cảm mà tiền bạc là tiền bạc, đúng không? Phải rõ ràng. Bây giờ em đố anh, cái cục tiền này là của ai? Dễ quá mà, cục tiền này là cục tiền của hai đứa mình, lát nữa chia đều cho nhau. Cục tiền này là của tôi. Bây giờ tôi lấy tiền tôi đi shopping, biết chưa? Đông ra một cục tiền của anh, giờ đi kiếm kèo khác chơi nè. Quá trời vốn. Đây là người yêu em sao anh hai? Mày xong rồi. Rồi mọi chuyện sao? Lần sau mày phải nói tao nghe chứ mày. Mày chặt nó hả? Mày chặt nó. Mày chặt nó luôn hả? Cái gì từ từ nói chứ, yêu nhau mà cái gì mà giận hờn mà phải chặt chém nhau cơ vậy? Hả? Cái gì? Cắt cổ nó luôn. Trời ơi. Nhưng sao? Với người yêu tao. Anh chia tay á hả? Đúng rồi, tao không dám nói câu đó mà. Trời ơi, chia tay mà làm cái gì? Một cô gái cờ bạc như vậy mà sao mà lấy hết tiền bạc đi như vậy thì biểu làm sao tao không chia tay? Đúng rồi, mày hiểu đâu rồi đó, tao không dám tao nói. Tao thẳng mày quá rồi, tao hiểu rồi, hiểu không? Nhưng mà là, lý do chia tay là biết rồi, nó cờ bạc. Đúng nhưng mà rồi. Tại sao khi yêu nhau không tìm hiểu kỹ càng, bây giờ chia tay là sao? Không tìm hiểu kỹ. Trời ơi, mày không biết tao với lại người yêu tao có nguồn gốc đàng hoàng, có chuyện tình lãng mạn đàng hoàng. Tao với người yêu tao, tao gặp người yêu tao ở nước ngoài. Quá wow. Trời ơi, đi nước ngoài luôn hả? Đúng rồi. Chắc chỗ này lãng mạn lắm mày. Đúng rồi, ra nước ngoài luôn. Ở đó nè, có tuyết nè. Quá wow. Có đồi, có núi nè. Quá wow. Phong cảnh lãng mạn nè. Ý. Tôi đi chỗ đó quá trời luôn, không gặp người yêu tao. Cuối cùng tôi gặp người yêu tao đâu biết không? Ở đâu? Casino. Chết mày ba. Đi mấy cảnh lãng mạn đó không có gặp người yêu tao vậy mà. Đi vô casino gặp người yêu tao đang ngồi. Hai đứa yêu nhau từ lúc đó luôn. Trời, người yêu tao đang khóc quá trời, mày biết cái tật tao rồi. Thấy người phụ nữ khóc quá là tao khó chịu trong người lắm. Tao lại tao mới dỗ dai. Cô gái à? À, sao lắm? Sao cô lại khóc như vậy? À. Trời ơi, người yêu tao quay lên cái gương mặt tao nhớ hoài luôn. Trời, nước mắt lưng tròng. Trời, bờ môi. Sao vậy? Sao khóc như vậy? Anh ơi. Ừ, tội mày. Em thua hết tiền rồi. Anh có tiền cho em mượn để gỡ không? Đó, mày biết tao rồi, gặp con gái mà bị vậy nữa. Nhớ in trong đầu hình ảnh con gái yêu luôn rồi. Tao móc tiền ra tao cho người yêu tao mượn tiền. Xong rồi hả, người yêu tao gỡ hết lại tiền bạc yêu tao luôn. Mà bây giờ tao với người yêu tao chị thái, đúng rồi, tao không nói được chữ đó. Biết không, mà bây giờ tao hoang mang lắm. Bây giờ mày tưởng tượng cảm giác của tao đi. Tao đi đâu cái hình ảnh của người yêu tao hết. Đi đâu lang thang ở đâu cái hình ảnh người yêu hết. Đi ra đầu ngõ thấy tụi nhỏ đang quýnh bài cào, nhớ người yêu tao. Gì vậy? Đi vô điện tử thấy người ta đang bắn cá chơi, nhớ người yêu tao. Vô cái sân vận động đua ngựa cá độ đó, nhớ người yêu tao. Chị là mày bị ảo tưởng rồi, ảo tưởng quá nặng rồi. Buồn buồn ra Vũng Tàu đến ngắm biển rồi đi vô ngang qua ngay chỗ đua chó, nhớ người yêu tao. Chứ đụng tới cờ bạc hay là gì là nhớ người yêu tao. Thôi bây thôi, tao thôi. Tao phải tránh xa mới được. Thôi, tao hiểu mày rồi. Hiểu không, tao hiểu là mày đang buồn lắm. Buồn lắm. Bây giờ trước khi mày đi á, mày đi đâu á, mày có chăn trối gì mày nói tại tao. Có gì tao nói là cho người mày cho. Mày thùng hả? Chứ tự tử hả mày? Mày đi người vừa hả chứ? Tao sẽ tạm xa thành phố thôi. Tao đi ở một cái miền quê yên tĩnh nào, tao nghĩ nơi đó không có cờ bạc, không có gì hết, để tao yên tĩnh. Tao coi người ta kỳ cuộn mình, tao làm gì thôi. Chứ làm gì thì chết hay sao thì xa gì, nhưng mà thiệt tình tao không có chăn trối. Còn trước khi đi xa, tao sẽ làm hết những số việc này. À, cái này không. Cái này giấy khám sức khỏe. Giấy khám sức khỏe của tao. Cái này nè, cái này mới là những lời chăn trối. Trước khi xa thành phố sẽ làm được hết những chuyện này. Mày làm chứng giùm tao nha. Thôi được rồi, bây giờ tao là sẽ là cầm cái này đưa cho con gái mày. Giờ ta thổ lộ lòng mình với cô hàng xóm. Ê cha, mày bả. Tao có gái mà có yêu người con gái khác là sao? Phải, mày không hiểu tao rồi. Mặc dù người yêu của tao á, người yêu cũ của tao đó,
nó in sâu vô trí não của tao, in sâu trí não của tao. Nhưng cô gái hàng xóm còn in thấy ghê hơn nữa, in sâu vô con đường khác. Đường nào? Màng nhĩ. Trời ơi, coi như con bé hàng xóm này là sáng nào nó cũng hát karaoke hết. Mà tưởng tượng cái giọng nó đi, trời ơi, cái giọng nó thấy ghê, nó kinh khủng. Mà sáng nào nó cũng làm một cái live show của nó, sáng làm cái live show. Chưa chưa, cái nó làm cái đĩa VCD. Tối nó quất nguyên một cái đĩa MP3 luôn, tôi nghe tôi muốn chết luôn. Bây giờ bằng mọi giá nó phải qua, tôi cua ẻm để tôi kêu ông im lặng lại. Cua cái gì mà cua, gặp tao là tao kêu công an phường xuống bắt nó. Cái cua cái gì mà cua? Bắt cái gì mày? Ồn ào nghĩ sao 12 giờ đêm nó hát, người đó làm sao chịu nổi. Gặp tao như mày là tao qua tao giả cho mỏ rồi. Trời ơi, mày nói chuyện hay quá sao giả mỏ được. Chứ sao? Mày biết bồ đó là ai không? Ai? Bồ đó là võ sĩ Quyền Anh đó. Bây giờ tôi bị áp lực trí não, áp lực luôn hai cái màn nhĩ nữa. Tao khổ lắm mày ơi. Thì hả, để coi cái điều thứ hai của mày là làm gì? Đấm bầm mắt thằng bạn thân. Tao có làm gì mày đâu. Tao đánh mày á. Tao làm gì mày đâu. Mày á, mày cũng chơi ác với tao lắm. Bữa đó hả, cái quần của tao mày lén mày mượn, mày qua nhà tao mày lấy, mày mượn, mày mặc xong rồi mày giặt, mày để lại chỗ cũ, mày không chịu nói tao nghe hết. Làm bữa đó lấy cái quần đi mặc á, mà mày mặc sao bị gách dây cái đáy. Bữa đó đi ăn sinh nhật, mày biết không, tao ngồi chỗ cao nhất. Trời ơi, mày bắt tóc số hàng đi vòng, ngồi cái chỗ cao nhất thì sinh nhật của người ta rồi, tao ngồi người ta nhìn tao cười quá. Trời thôi, xin lỗi mày, xin lỗi được chưa? Để coi cái tội thứ ba gì, cái này là thú nhận chuyện xảy ra vào ngày 24 tháng 5. Ủa, là chuyện gì vậy? Ôi, chuyện đó mệt lắm mày ơi. Bữa đó qua nhà người yêu cũ của tao đó. Người yêu cũ lúc mà chưa chia tay. Đúng rồi, hai đứa còn đang yêu nhau đó. Qua bên đó chơi, qua bên đó chơi xong hả, tao thấy nhà người yêu tao hả có chai rượu Pháp nổi tiếng lắm. Ủa, cái đó uống ngon lắm á. Rượu mà mắc tiền lắm á, bao nhiêu năm rồi đó. Cái đó uống ngon lắm á. Hay. Tao mới cầm cái chai rượu lên, tao cầm điện thoại tao chụp hình tự sướng, đăng Facebook câu like đồ. Chụp hình nè, đang chụp, cầm cái điện thoại lên chụp xong cái lo chỉnh mà chế độ mà Photoshop đồ á, cà mặt đồ đó. Đang chỉnh vậy nè, xong thấy này chỉnh nè. Cầm vậy nè. Xả ở chai rượu rồi mà cái hình nó đẹp mấy em, lúc đó chụp được nguyên cái chai rượu đang rớt cái sản xuống vậy luôn. Bây giờ mà hế luôn rồi, trời mà tao đâu dám nói đâu, đâu dám nói. Người yêu biết là người yêu tao giận tao, là đòi thế nào cũng đòi chia tay ông đâu. Đúng rồi đấy, là ông đòi vậy à. Vậy hả, tao mới lấy cái chai rượu khác tao thêu thay thế. Bây giờ mà chưa dám thú nhận, bây giờ phải thú nhận với người yêu tao là tội lỗi tao vậy. Xong rồi tao làm hết trong những cái chuyện đó, xong rồi tao về quê. Trung à, tao bị ảo tưởng hả Trung? Không có đâu. Hình bóng của yêu tao lại quay lại rồi nè. Ở đây đâu có bài, ở đây đâu có bắn cá, không có đua chó, không có đua ngựa, mà sao thấy hình bóng của người yêu tao vậy? Không phải, người thật, việc thật. Đây, nhìn kỹ đi. Người thiệt chứ phải búp bê. Dạ. Ủa? Em nói chuyện riêng xíu nha anh. Em với anh hai người chia tay. Đúng rồi đó, còn qua đây chi nữa. Em với anh, tụi mình không thể nào chia tay. Không thể được đâu. Sau bao ngày suy nghĩ thì em mới phát hiện ra là cuộc đời của em không có anh là em sống không được. Không có anh em giống như là cá mà không có nước vậy đó. Có điều đó xảy ra nữa hả? Dạ, bữa nay em qua đây là để em xin lỗi anh. Em xin lỗi gia đình anh. Chứ em đem đồ em trả cho anh thôi. Cái gì? Em đem cái gì? Bộ bài tứ sắc hả? Cá ngựa? Không, em bỏ rồi. Hay là đem bộ bài qua hai mình quýnh tiếng lên cho không, nó vui, một mình em quýnh buồn. Em bỏ nó rồi, em không có cờ bạc nữa. Chứ em đem cái gì qua gì? Này, em đem đồ qua, em trả cho anh hai. Hả? Em biết hối lỗi rồi hả? Dạ. Đem đồ trả cho anh hai hả? Dạ. Vậy là... Đồ em bữa em đem trả hết cho anh hai luôn. Vậy là hai đứa mình không có chia tay. Mày với gậy mà giống nhau quá, nó giống như là chữ đó không đụng vô nữa hay sao á, kỳ quá. Vậy là hai đứa mình không có chia tay. Đúng rồi, trời ơi, hai đứa mình yêu nhau lại. Dạ, hai đứa mình yêu nhau lại. Vui lắm rồi, lắm rồi. Bây giờ hai mình yêu lại rồi. Quay lại là quay lại với em chứ không phải là quay lại với ảnh. Thì anh biết mà, hai mình sẽ quay lại với nhau chứ. Quay lại là quay lại với em chứ không có quay lại với ảnh. Anh biết mà, quay lại là quay lại với em. Dạ. Nhưng mà anh vui quá.
Anh quay lại là quay lại với em chứ không có quay lại với ảnh. Quay lại là sao? Em nói vậy không hiểu. Quay lại dạ là mình yêu nhau á, là hai đứa mình yêu nhau, là ảnh ôm em nè, tránh ra coi. Quên. Vui quá, đi vô đây, vô dạ. Nhà chơi. Anh ui, bữa nay nha em có đem chai rượu qua nữa đó. Chai rượu gì vậy? Nè, em đem chai rượu, đây là chai rượu quý của ba em. Chai này á là nó bằng tuổi em, năm 1985, tức là năm nay nó 30 năm rồi. Đó, em đem qua đây để mình ăn mừng với nhau nè. Cho chai rượu quý quá. Dạ. Cái chai rượu này là cái chai rượu mày nói hồi bữa là mày nớt xuống. Mà chai rượu đó trong mày đổ gì không vui đó? Chai rượu giả đó, tao đổ cái gì cồn nè, chút nước lã nè, oxy già mà nó chưa ra đúng màu, tao bỏ thêm miếng nước đỏ nữa, xì dầu vô nữa. Nhìn cái màu nó cũng nó gần giống rồi, mà cái mùi nó chưa ra, tao mới bỏ thêm miếng mắm tôm rồi vô nữa. Rút rồi vô, tao quậy lên chai đó. Là ngon mày. Uống mình đi. Ê chứ mà phải cứu tao chứ mày. Không sao. Giờ vui quá. Đi lấy ri ly đi. À bây giờ là mày cứu tao đi, đi lấy ly. Đi lấy ly đi. Thôi thôi thôi, anh đi lấy ly. Dạ. Đi lấy ly, ly lấy màu ra nhậu. Đúng rồi. Ai nhậu được thì nhậu, không nhậu được ăn màu. Đây đây, vui quá. Thì em cầm bánh này đi, anh đi dạ. Lấy anh đi lấy ly đi, anh cầm vô luôn đi. Đi lấy ly. Dạ. Anh đi. Trời ơi. Hả? Gì anh? Ôi, anh viết thư tình cho ai vậy? Hả? Để em đọc nha. Anh giấu em hoài hà. Cái gì? Những điều cần làm trước khi đi khỏi Sài Gòn. Là của nó đó. Trời ơi, thằng này chi tiết kỹ này. Cái này của ai? Của anh. Ủa anh tính đi đâu hả? Anh tính đi Đà Lạt chơi. Hôm nay nhà nóng quá, tính Đà Lạt cho nó mát. Ôi anh là một con người rất là có kế hoạch nha. Anh đi đâu anh cũng ghi ra từng chi tiết như vậy để anh đi á hả? Đúng là tính anh kỹ càng lắm. Hay quá. Anh phải học ảnh nghe không? Làm gì cũng phải có kế hoạch hết trơn. Anh em đọc nha, em đọc coi anh chuẩn bị cái gì nha. Được rồi, em nghĩ đó được. Đầu tiên nè, thổ lộ lòng mình với cô hàng xóm. Ôi trước khi đi chơi là tỏ tình với người ta luôn, hay thiệt. Ủi mà anh có bạn gái hồi nào vậy? Anh có người yêu hồi nào vậy? Sao anh không nói cho em biết? Anh mới thương người ta à, mới thương thầm nhớ trọng người kế bên nhà thôi. Ủi nhưng mà em nhớ hàng xóm của anh đâu có con gái đâu. Ở kế bên Dũng nè, anh Tùng nè, rồi thằng Tí nè. Thằng Tí thì nó nhỏ xíu à. Thằng Tùng ôi lão quá à, cô anh lão quá à. Ơi gu lạ lắm em. Để em đọc cái điều thứ hai nè. Anh không biết anh gu vậy nữa mà. Điều thứ hai, đấm bầm mắt thằng bạn thân nhất. Ủa sao tự nhiên anh đòi đánh anh Đạt vậy? Anh đúng rồi, anh đánh vô mặt mày á. Tao đánh vô mặt mày luôn á. Sao tự nhiên anh đòi đánh anh? Thì cũng tại em chứ đâu. Sao tại em? Bữa nó chia tay với em nó buồn quá. Nó qua nhà anh, nó quậy tan nát nhà anh luôn. Nó lấy đồ ăn ra, nó ăn xong quần áo của anh. Mà đặc biệt anh có cái quần anh yêu nhất. Nó qua nhà anh, nó ngồi nó chơi, xong nó buồn, nó xé cái quần. Nó xé cả chỗ chính giữa. Rồi anh đi ăn đám cưới, em tưởng tượng coi. Anh bước vô, anh còn nổi hơn cô dâu chú rể nữa. Cô dâu chú rể ngoài nhìn, nó nhìn mình anh cơ mà. Em biết sự xấu hổ quá anh. Tự nghiệp đó quá. Bởi vậy quýnh mặt mặt đó luôn á. Em không có ngờ là anh lại có những cái hành động đó là nữ tánh vậy luôn á. Sao tự nhiên cái đi xé quần ta? Điều thứ ba nè, thú nhận chuyện xảy ra vào ngày 24 tháng 5. Sao tự nhiên anh nói với anh gì vậy? Cái chuyện đó anh hứa với em là anh không có nói gì hết rồi mà. Anh nói là anh sống anh để bụng chết anh mang theo, mà tự nhiên bây giờ anh làm vậy. Anh có biết là anh làm vậy là anh phá nát gia cả nhà em không? Hèn gì, từ sau cái bữa đó là anh Đạt anh đòi chia tay với em luôn. Trời ơi, sao anh ác quá vậy anh Trung? Ủa gì vậy? Phút này tôi sang vô xíu được không? Ủa là sao? Ngày 24 tháng 5 là hai người có chuyện gì xảy ra? Dạ. Hai người có chuyện gì xảy ra để mà phải nát gia can thế này thế nọ, mà chia tay nhau là cái gì vậy? Là cái gì? Em phải giải thích đi chứ, không biết cái tật tôi rồi, tôi không giải thích đàng hoàng là tôi mới để yên cái chuyện này đâu nha. Không anh ơi. Sao?
Dạ thiệt ra là vậy là bữa đó là tụi em hôn nhau. Trời ơi, trời ơi là trời. Em với tôi yêu nhau mà em hôn thằng này. Trời ơi là trời. Lỡ. Dạ đúng anh, lỡ, tại bữa lỡ mồm, lỡ mồm. Bữa đó nhậu quá anh, bữa đó nhà em có tiệc á, anh với anh Trung qua nhà em chơi rồi cái em bữa đó em xỉn, em nhìn ảnh em tưởng anh không mà. Lỡ hai dạ. Người lỡ hôn nhau hả? Dạ, dạ. Hai người lỡ hôn nhau rồi hai người có lỡ yêu nhau luôn không? Dạ, không? Rồi sau này hai người có lỡ cưới nhau luôn không? Dạ, rồi hai người có lỡ có con với nhau luôn không? Dạ, hả? Tại nhiên hai người bây giờ ăn ốc đã rồi bắt thằng này hốt vỏ là không, sao? Không có. Em đi ra khỏi nhà anh cầm cái rượu. Cầm cái rượu giả này đi ra khỏi nhà tôi. Không, anh ơi, em xin thề với anh, tấm lòng của em là thiệt chứ chai rượu của em cũng là thiệt chứ không phải giả anh. Dạ, rượu thiệt, ba đây em đó. Mua bên Pháp về. Pháp gì, không có Pháp gì, dạ. Cái rượu Pháp đi Đức rồi. Cái rượu này rượu giả. Cái rượu này nó thiệt với em á, chai rượu này là anh pha nè. Bữa đó chai rượu thiệt là anh đập bể rồi, bị rớt bể rồi. Còn cái chai rượu này nè, anh sợ, cái đó anh sợ quá. Anh mới pha vô cái rượu này là rượu à pha nè, cồn nè. Nước lã nè, xì dầu nè, mắm tôm nè, oxy gà cho ra cái giống cái màu cái mùi vô uống vô là banh ruột luôn á. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Trời ơi. Sao anh có thể lừa dối tôi như vậy? Nhưng mà trời ơi là trời. Em cái gì mày lừa dối tôi như vậy? Bây giờ tôi với em tôi nói thiệt. Không để em bằng tay nữa. Chia tay. Mừng hai ông bà đã trúng giải đặc biệt một chiếc xe hơi con cóc. Trời ơi, cái bình bông. Trời ơi, cái bình bông của người ta. Trời ơi, cái gì vậy nè? Trời ơi, cái bình bông. Em tính rẻ thôi, em tính anh 3 triệu tiền phí phục vụ ngày hôm nay thôi. Sáng giờ con giữ xe cho chú á, cũng 3 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ 1 tiếng con lấy rẻ cho chú thôi. 1 tiếng 1 triệu, 3 tiếng 3 triệu cho chú. Sao con còn nhỏ mà con là con trai nữa mà sao son phấn gì sớm vậy con? Thằng nào? Hả? Con kia đừng có giỡn mặt hay chưa? Cô á là cung bò cạp nha. Đàn ông môi mỏng thì sang, đàn bà môi mỏng tan quan cửa chùa. Con bơm cái môi của con sao làm sao mà nó giống như môi con bò cười đó con biết không? Em làm như vậy là em giết anh rồi kia mà. Em ơi, mình đi làm đẹp không ai cấm mình hết à. Nhưng mà em làm cho đẹp, em đừng có làm cái mặt em như con heo vậy chứ em. Tình yêu của tôi dành cho em đến đây là chấm dứt. Em à. À. Cái gì dạ. Mà cấn cấn như ghê vậy? Anh yêu em á, anh thương em á, từ sự hồn nhiên của em. Ngày xưa em đẹp như một con chim bồ câu vậy đó. Em làm gì cho thành em thành con chim cú mèo ghê vậy? Tan trường tà áo tung bay cửa mây trắng. Tan trường chờ em đi ngang về lối này. Đón xem Danh hài đất Việt phát sóng lúc 21 giờ thứ tư ngày 23 tháng 9 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.